Quý vị thân mến, ghi dấu ấn tại các cuộc thi trong và ngoài nước khi mà liên tục có các thiết kế giúp nhiều người đẹp đăng quang. Mới đây, với vai trò nhà thiết kế chính của Hoa hậu Curacao, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn tiếp tục nối dài thành tích khi có các thiết kế ấn tượng, góp phần giúp cho nàng hậu này đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2023. Theo đó, ngay khi được gửi gắm phần trang phục của người đẹp Andreina Pereira, đại diện của Curacao tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn cùng ekip đã bắt tay thực hiện 12 bộ trang phục nặng hơn 30 kg đến Curacao, trong đó có 2 bộ thiết kế mới theo yêu cầu dành cho đêm bán kết và chung kết, 10 bộ còn lại được lựa chọn từ những bộ sưu tập đã ra mắt. Trong suốt cuộc thi, Miss Supranational Curacao đã lần lượt diện 8 thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn, trong đó bộ dạ hội màu cam được lấy cảm hứng từ thông điệp Orange the World, tô cam thế giới, kêu gọi chấm dứt bạo lực với trẻ em, và chiếc đầm dạ hội màu trắng thể hiện tinh thần của người dân Curacao đã gây ấn tượng mạnh, giúp người đẹp tỏa sáng, giúp cho cô chính thức giành vương miện hậu siêu quốc gia vùng Caribe. Được biết, ngoài lần hợp tác quốc tế này, tính tới giữa tháng 7 năm 2023, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn đã phụ trách trang phục cho 10 người đẹp đăng quang ở vị trí hoa hậu, á hậu, các cuộc thi trên khắp thế giới, một lần nữa cho thấy sức sáng tạo và dấu ấn thời trang Việt.